Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 1 năm 2024, Truyền thông Thành Võ xin điểm lại các công trình phần việc tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, Truyền thông Thành Võ gặp gỡ hai bệnh nhân đã hỗ trợ điều trị ung thư tại đây hơn 2 tháng, cũng chuẩn bị hoàn thành phác đồ điều trị. Các chỉ số ung thư đã giảm đáng kể, có khả năng sớm ra viện vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2024. Đó là bệnh nhân Lê Thị Diệu ở Bình Phước bị ung thư vú giai đoạn cuối và bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng ở Đồng Tháp ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Và ngoài ra, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không xin thông báo đến quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn, vào thứ Bảy 27 tháng 1 năm 2024, phòng khám sẽ tổ chức lễ mừng bệnh nhân hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư. Xin trân trọng kính chào. Dạ thưa chị, chị có thể cho em biết là chị họ tên gì, mã số bệnh nhân, số máy với bệnh gì, mình ở đây đâu hả chị? Dạ, em là bệnh nhân Lê Thị Diệu, mã số là 944, ở Bình Phước. Em là ca vú, vào đây cũng được 2 tháng rồi. Trước khi vào thì là suốt ngày cứ đau nhức này kia, nhưng vô đây được một tuần thì nó đỡ nhiều, đỡ tới giờ. Bây giờ là cũng hơn 2 tháng rồi. Cái bệnh của chị là chị trị bệnh viện nào, với Tây Y nó nói sao hả chị? Dạ, lúc đầu thì chị đi xin thiết là bác sĩ kêu là giai đoạn 3, 4 gì đó. Rồi em cũng chưa điều trị gì ở bệnh viện hết. Chưa có vào thuốc hay là mổ xẻ gì. Biết ra ở đây rồi đi xuống đây. Em rất cảm ơn là cha và các thầy đã giúp đỡ, và rồi các mạnh thường quân đã giúp đỡ các bệnh nhân khó khăn này kia đi xuống đây. Tôi thì tên Nguyễn Văn Dũng, thường trú ở Đồng Tháp. Rồi số bệnh nhân thì là 965. Thưa chú, vậy thì chú cho biết là trước khi mà chú đến đây á, chú có bệnh gì và Tây Y nó nói là sao hả chú hả? Thì trước đó là tôi đi, mình nghĩ là mình bị bệnh trĩ. Rồi bà con á, là ta chỉ này kia, nhưng mà mình cũng có nằm trong cái ngành đông y đó. Thì mình cũng trị rất nhiều cho người ta, nhưng mà sao mình trị hoài mình không hết. Rồi mấy bà xã mới nói vậy, ông không phải bệnh sĩ đâu, ông đi khám đi, khúc riết rồi mới đi khám. Thì khám lên trung tâm Hòa Hảo á, thì nội soi đó mình mới biết mình là bị ung thư, có bướu trong ống trực tràng. Thì từ chỗ đó mà nó chuyển qua bên Chợ Rẫy để nhập viện. Thì bác sĩ có tư vấn là một là quá hoặc xạ hoặc là giải phẫu, nhưng mà tôi thấy cái bệnh ung thư này á, thì bên Tây Y nó khó, có vấn đề mà trị dứt tuyệt lắm. Thì có lên mạng thấy cái gì Trà Vinh nè, có phòng khám Yêu Thương Cho Không của Cha Tường ngày xưa. Thì tôi hay, thì tôi chuẩn bị đi thì nghe nói tin là Cha Tường qua đời. Do đó tôi để cho nó nguôi ngoai thì cũng khoảng 2 tuần tôi mới tới. Tới rồi là thấy điều trị ở đây là thấy đạt chất lượng, mà trong khi đó tôi lại có bệnh nền riêng là tháo đường với áp huyết cao. Nhưng mà bây giờ xuống dưới này thì các thầy thuốc thì cho biết là đừng nên uống thuốc, uống này có thể là trị được. Mà sự thật luôn, uống đây thì khoảng cách bây giờ tới 2 tháng rồi. Tôi đã bị tháo đường đó, là trong khi tôi đi ra tôi đo đường huyết là 6.9, nhưng mà bây giờ ở đây thì đo còn có 5.4, 5.3,
Như vậy là không uống thuốc mà rất tốt. Còn huyết áp á, thì khi nào mình ăn mà chất mặn nhiều á, thì nó cũng lên khoảng 14-15. Nhưng mà mình sử dụng do sự mình ăn uống đó, thì mình giảm chất mặn lại thì nó trở lại vẫn bình thường là 12-13 thôi. Tình mà chú thấy phát đồ ở đây á, là thấy dễ không chú? Phát đồ ở đây á thì quá dễ, nhưng mà nó cũng có cái khó, cái nào cũng có cái dễ cái khó. Một mặt á là đi trị này đó, thì theo pháp đồ thì ăn cây cỏ mang hạt giống, có nghĩa là ăn thực vật không ăn động vật. Thì bởi vì là pháp đồ điều trị đây, mấy ông thầy nói là ăn động vật thì nó có cái chất dinh dưỡng là nuôi được cái tế bào ung thư. Nếu ăn thực vật á thì không có dinh dưỡng để nuôi tế bào ung thư, do đó mà tôi thấy kết quả tốt. Điều trị đây nổi trong khoảng cỡ 15 ngày là tôi thấy giảm chắc 20%. Rồi tới bây giờ đây là 2 tháng rồi, tôi thấy trong người cũng nhẹ nhõm lắm rồi. Tôi tính là thứ năm tới là khoảng 2 tháng mấy bữa đó là tôi khám thử coi như thế nào. Thì mấy ông thầy đây thì cũng là rất là lo lắng cho bệnh nhân. Những cái gì mà nhắc nhở cho mình đó rất tốt cho bệnh nhân. Là thí dụ mình ăn thì tuyệt đối là không nên ăn động vật. Thí dụ như kể cả thực vật như trứng, sữa, mình cũng không ăn luôn. Coi như là cái vật gì mà nó có là động vật mình không ăn. Rồi mình ăn chỉ thực vật, rất dễ trị. Nó khó là khó với những người ta không có kiềm chế được cái thân mình thèm này kia nọ mình ăn. Rồi khi mình đang điều trị mà thí dụ như cái người nuôi bệnh á, thì mấy ông thầy cũng buộc là phải ăn luôn cái thực vật. Để chi vậy? Để cho cái người bệnh nó không còn thèm, không còn là cái thực dục nó không còn ham muốn nữa. Do đó mà nó mới trị được cái bệnh. Chứ nếu mà mình ăn trong liệu trình mình trị mà thí dụ được 60-70% mà mình ăn lại động vật thì nó coi như xong cái vụ mà mình uổng công để trình để điều trị. Kính thưa quý ông bà, cô chú, quý anh chị và các bạn, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy vẫn quyết tâm thực hiện như lời cha Pero Nguyễn Văn Tường đã dạy trước lúc người về với Chúa. Cha nói rằng các thầy đã thật sự rất giỏi trong lĩnh vực hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, vì thế cha rất an tâm giao lại công trình nghiên cứu khoa học của cha cho các thầy. Tiếp tục nhận bệnh nhân mới, tiếp tục công việc hỗ trợ điều trị ung thư bằng phương pháp y học cổ truyền, áp dụng công nghệ ăn cháo nano, uống thảo dược nano, giữ gìn phác đồ của cha, đồng thời hỗ trợ bệnh nhân đắp thuốc, xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, cấp nước kiềm, gạo, thảo mộc miễn phí. Truyền thông Thành Võ xin tiết lộ rằng còn hai việc mà cha Pero Nguyễn Văn Tường chưa thực hiện được cho phòng khám, đó là xây dựng nhà thuốc Tây và cửa hàng không đồng trên tinh thần yêu thương cho không. Truyền thông Thành Võ xin đại diện cho các thầy tha thiết kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước bằng phương châm yêu thương cho không của cha Pero Nguyễn Văn Tường để lại, mà thương cho những bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn trong cuộc sống, đồng thời cũng là giúp các thầy ở phòng khám phát triển hơn nữa trong việc cứu người. Đó là một việc làm cần thiết sau khi phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Công và các thầy đi vào hoạt động. Tôi tên Nguyễn Tiến Dũng, quê ở Gò Công Đông, Tiền Giang. Sao biết người này mà anh tới đây vậy? Dạ tôi cũng có người chạy bệnh hết đó, rồi giới thiệu tôi rồi mới biết ở trên đây mấy thầy trên đây đó, thì gia gia trên đây nè rồi đi lên. Thì cái bệnh của anh là bệnh gì và tây y nó bảo như thế nào? Bên tôi là u gan thì tây y nói chung là tôi vô thuốc cũng 6 lần rồi, vô taxi cũng 6 lần rồi,
thì còn vô lần thứ bảy nữa rồi kêu tôi cắt gan ghép gan thì tôi không có khả năng, rồi tôi được mấy người quen trị bệnh trên này rồi ta giới thiệu tôi đi lên này đây tôi trị bệnh luôn. Thì tôi trị tới bữa nay rồi cũng thấy sức khỏe tôi nó rất là tốt. Vậy thì nãy anh nghe chỗ thầy Thành tư vấn về các cái điều kiện ung thư vậy đó, rồi anh thấy như thế nào và cảm giác anh có dễ nghe dễ hiểu hay không? Thì nãy thầy Thanh tư vấn thì nói chung là dễ tiếp thu, thì mình dễ cảm nhận, là mình ăn uống theo cái pháp đồ cũng gì cũng dễ. Hả? Là anh hiểu như thế nào á? Anh hiểu như thế nào về vấn đề chấp hành? Dạ thì ăn phải đúng theo pháp đồ của thầy đó. Ăn mình đã mình lên lên tới đây rồi mình phải ăn theo pháp đồ của thầy là đúng, chứ không có được ăn tầm bậy tầm động thịt động vật đâu là mình không được ăn. Tôi Đặng Văn Táo, tôi quê ở Quảng Ninh, tôi bị bệnh về đến Trà Vinh để nghe bà con cô bác ở ngoài Quảng Ninh chữa bệnh khỏi ung thư khỏi, nên tôi cũng bị định ca nên tôi vào trong Trà Vinh này cho các thầy các thăm khám và chữa bệnh. Sao anh biết ở đây này em tới đây? Thì có bà con cô bác ở Quảng Ninh người ta đã chữa bệnh ung thư vú đấy, người ta đã chữa các thầy ở trong này chữa cho người ta khỏi. Đây thì người ta bảo là chỉ về dùng thuốc nam, lấy thuốc nam. Còn bên Tây thì họ khám hay họ bảo là mình phải về đi không khuyên là đi nít mạch, nhưng tôi ung thư để nít mạch đấy, gan đấy, nhưng mà tôi không chịu được, nó ý là nó nói chung là về kinh phí rồi là về sức khỏe tôi không cho phép, thì tôi dùng thuốc nam trong thời gian sau rồi tôi nghe bà con giới thiệu trong đây tôi vào cho thầy thăm khám. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, công trình phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy hôm nay đã được lợp tôn. Còn việc lát gạch khu vực ngồi chờ của bệnh nhân là xem như có thể đi vào hoạt động vào trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Thời điểm này, lực lượng công nhân đã tập trung ngay cả buổi trưa để cố gắng xây dựng cho xong để kịp di dời các thiết bị y tế, trang thiết bị vào nơi hoạt động ổn định. Đồng thời, các thầy cũng tổ chức di dời tượng Đức Chúa và hình ảnh cha Pêrô Nguyễn Văn Tường trở lại nơi thờ tự trước đây. Đây là nơi linh thiêng nhất tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy. Qua đó cũng thể hiện niềm tin tưởng của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, cộng đồng mạng lâu nay đã ủng hộ giúp đỡ cho các thầy. Thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám vượt qua khó khăn. Phòng khám xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp xây dựng phòng khám và phục dựng lại các công trình của cha Pêrô Nguyễn Văn Tường, nơi các thầy khám chữa bệnh. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn và trước thềm năm mới, con kính chúc các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng, ngập tràn niềm vui và cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Chúc người bệnh và người nuôi hoàn thành phác đồ của cha thật sự hết bệnh để đón Tết với gia đình, người thân. Để các công trình phục dựng, phòng khám thêm khang trang và lâu bền, con thay mặt các thầy kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ phòng khám để có kinh phí chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pêrô Nguyễn Văn Tường đã dạy, như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Xin
tạm biệt. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải. Sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp. Nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.